hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo đã có mặt tại Thánh địa Mecca để bắt đầu lễ hành hương Haji trong cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè, với nền nhiệt trung bình cao nhất được dự báo lên đến 48 độ C. Để hỗ trợ dòng người hành hương, giới chức Ả Rập Xê Út đã lắp nhiều quạt phun sương giúp giảm bớt hơi nóng, tránh tình trạng sốc nhiệt và mất nước. Rút kinh nghiệm từ lễ hành hương năm 2023, khi có hơn 10.000 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó 10% trong số này bị say nắng. Năm nay, giới chức Ả Rập Xê Út đã triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe người hành hương như lắp đặt hệ thống phun sương và vật liệu cách nhiệt trên đường. Từ ngày 13 tháng 6, những người hành hương đã nhận được tin nhắn cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới 48 độ C, kèm khuyến nghị cần uống nước thường xuyên, hơn 2 lít nước một ngày và luôn mang theo ô. Để hạn chế nắng nóng, nhiều người đã chọn hành hương vào ban đêm. Hơn 1,5 triệu người hành hương đã tập trung tại Mecca và các vùng lân cận để tham gia cuộc hành hương Haji. Con số này có thể tăng lên hơn 2 triệu người, số lượng nhiều như trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Giới Ả Rập Xê Út cho biết họ đã từ chối nhập cảnh và bắt giữ 6.135 người do vi phạm các quy định về cư trú và không có giấy phép để đến Mecca.